Hello everyone, welcome back to Hello How và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính ngày hôm nay rất đơn giản và là một trong những classic cocktail mà không ai biết được rằng nó đến từ đâu và nó đã ra đời như thế nào, được mang tên Amaretto Sour. Nếu các bạn yêu thích whisky sour thì Amaretto Sour là một trong những cocktail thuộc cái dòng sour. Nhưng nó khác một chỗ là Amaretto chỉ có hai thành phần, đó chính là Amaretto liqueur và nước chanh vàng. Thì nếu mà whisky sour thì nó có một cái mùi cay nồng whisky, một chút chanh, một chút đường. Cũng như là nếu như bạn bỏ thêm vào đó chính là lòng trắng trứng thì nó sẽ làm cái vị foamy và cái vị kem. Nhưng mà Amaretto sour thì cái vị chính của nó sẽ là ngọt với một chút chanh, nó sẽ chua để làm lại cái sự cộng hưởng cũng như là cái sự hợp nhất của món cocktail. Và cái vị nổi trội ở đây sẽ là cái vị hạnh nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm món Amaretto sour. Sau đó chúng ta sẽ bàn một chút về lịch sử của món này cũng như là cái vị nó taste như thế nào nhé. Bắt đầu. Then she met me at the college. Her friends play my songs and they've been following me. Yeah, I don't like to do that much explaining or talking. Just know she had coffee with me. Yeah, I hear you like pizza and dancing. Love that is not that romantic. Yeah. I don't have no time for no antics. Fly one smile for the cameras. Oh, they like me now. Go ahead, wipe me down. She don't got a man, cause he ain't lock it down. Hey, do you think of me when I'm not around? Jaw hit the ground when you walk around. Looking like, look like art. 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 I hear you like pina coladas. Like that she not one for drama. Yeah, big smile, get it from her mama. Hey, please, that's your shoes for you get my heart. Looking like, look like art. Hot heels, look like art. On it, look like art. Song, look like art. Look like art. Look like art. There she go, looking like. Blessings, blessings, blessings coming my way. Wake up every morning like it's Friday. No, don't be looking at me sideways. You can get your friends, it's a party. All these girls here indie. Happy rest still indie. All I need is good energy. Vậy là họ vừa làm xong Amaretto Sour rất là nhanh và dễ dàng phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử cocktail này và mình sẽ nói về cái lịch sử của nó, cũng như là nói một chút về Amaretto Sour và những cái gì mà họ muốn chia sẻ với tất cả các bạn sau khi mình thử cái này nhé. Cheers. Ngon quá. Wow. Wow, các bạn sẽ thấy được cái mùi hạnh nhân rất là nồng ha. Bên cạnh đó là cái mùi chanh và cái vị chua cũng như là cái vị ngọt của Amaretto Sour, và cái nước chanh á nó sẽ hòa với nhau rất là đều và cái vị nó rất là cân bằng, sẽ không có nào quá ngọt cũng không có nào quá chua nếu như các bạn làm theo cái ratio của Hào. Bây giờ mình sẽ nói về lịch sử của Amaretto Sour. Thì theo như mà họ làm hết tất cả những cái nghiên cứu, những cái research của mình á, thì người ta nói là người ta không có biết được là Amaretto Sour ra đời từ khi nào như những cocktail classic khác. Nhưng mà có một cái tài liệu nói là hình như là Amaretto Sour ra đời vào những năm 1970, khi mà người Ý in Italy người ta bắt đầu bán những cái liqueur vào trong nước Mỹ. Như các bạn thấy đó thì họ làm 2 ounce Amaretto liqueur và 1 ounce nước chanh, thì họ nghĩ đây là một cái ratio mà sẽ làm cho cân bằng cái vị. Hồi đó họ có làm thử đó là 1.5 ounce Amaretto và nửa ounce nước chanh á, thì nó sẽ không có đủ lượng khi mà mình đổ vào ly, sẽ không làm cái ly nó đầy. Và cái thứ hai đó là
cái vị nó không có được đậm cho lắm. Nếu như mà bạn thích mà ngọt hơn thì bạn sẽ làm ít chanh hơn, và nếu mà bạn thích mà chua hơn thì bạn sẽ làm nhiều chanh hơn ha. Ngoài ra thì sẽ có một cái version khác làm Amaretto Sour với lại whisky, nhưng mà hôm nay họ chỉ muốn hướng dẫn với tất cả các bạn cách mà làm Amaretto Sour chính thống. Còn về phần garnish á, thì nếu các bạn thấy á, thì người ta sẽ garnish với lại vỏ cam hoặc là cherries, hoặc là hai cái cộng lại với nhau, hoặc là một cái miếng cam. Nhưng mà họ dùng chanh lý do là Amaretto cái liqueur này nó đã cái vị của nó đã rất là đầm rồi. Nếu như mình để vỏ cam vào thì nó sẽ đầm hơn, nên là họ muốn làm để thêm vỏ chanh á thì nó sẽ tươi mát cái vị của cái cocktail này khi mà mình thử hơn. Vậy như các bạn biết á thì những cái garnish ha, những cái vỏ cam, chanh, bưởi nó rất là quan trọng để garnish cocktail, tại vì cái cocktail nó sẽ đi theo một cái chiều hướng như thế nào sẽ tùy thuộc vào cái garnish cuối cùng của cái loại vỏ chanh cam bưởi mà bạn để vào. Thường thì sẽ có người để chỉ một trái cherry thôi, nhưng mà họ nghĩ là tăng lên cái vị citrus, cái vị cam quýt của nó ở trong cái món cocktail này thì sẽ làm cho cái cocktail nó sẽ bớt nhàm chán hơn, bởi vì nó chỉ có hai thành phần thôi. Như các bạn thấy là họ giới thiệu từ đầu thì Amaretto là tạo ra từ hạnh nhân, là từ almond đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là tùy vào cái nhà sản xuất thôi. Có nhiều loại Amaretto liqueur đó, nó không có được sản xuất từ hạnh nhân mà được sản xuất từ cái hộp của quả mơ. Và có nhiều loại thì sẽ hoàn toàn là không có hạnh nhân ở trong đó luôn, nên rất là thú vị phải không ạ? Nhưng mà mình sẽ lấy được cái mùi chung, đó là cái mùi hạnh nhân. Ok, và cái món Amaretto Sour đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem tới thời điểm này ha. Nếu mà bạn yêu thích cái kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye.